Lũ lùn Ấn Độ là loài cây cao tối đa 1,2-2m nên rất thích hợp trồng trong chậu tại nhà. Cây cho nhiều quả với kích thước lớn đến 500g. Quả lũ chín có vỏ màu hồng đậm, ruột đỏ thẫm, mọng nướng rất bắt mắt, ăn có vị ngọt thanh. Thời gian sinh trưởng của lũ Ấn Độ ngắn, nhanh thu hoạch, cho trái 1,5 năm sau khi trồng. Lũ lùn Ấn Độ thích hợp với khí hậu nhiệt đới có nhiệt độ từ 25-30 độ nên dễ dàng trồng ở Việt Nam. Cây có tính thích nghi cao với đất trồng, có thể sinh trưởng trong mọi môi trường đất. Cây lũ Ấn Độ nói chung là rất dễ trồng và chăm sóc. Chú ý thoát nước tốt, trồng nơi đủ nắng, cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng, nhất là phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi lượng để giúp cây duy trì sức sống và ra quả quanh năm. Táo Tây Lùn là giống táo có nguồn gốc từ Trung Á, ưa khí hậu khô nên đặc biệt dễ trồng và thích hợp với khí hậu Việt Nam. Quả táo Tây Lùn to tròn, có màu đỏ, điểm thêm các sọc vàng nhạt, thịt táo giòn và ngọt, ăn rất thơm. Đặc biệt khi cắt ra, thịt táo vẫn giữ được màu sắc tươi tắn sau vài giờ để trong không khí. Ruột táo chia thành 5 múi, có hình ngôi sao 5 cánh, mỗi múi có từ 1-3 hạt. Từ khi gieo trồng đến khi có quả để thu hoạch chỉ khoảng 18 tháng đến 2 năm, nhanh hơn đại đa số cây ăn quả khác. Hơn nữa, chiều cao của cây từ 1-2m nên bạn có thể trồng trong chậu hay sân vườn hoặc làm cảnh tô điểm cho ngôi nhà của mình. Sung Mỹ hay sung đường, sung ngọt thuộc họ dâu tằm, được trồng nhiều ở vùng khí hậu địa Trung Hải. Sung Mỹ khi chín có màu vàng sẫm cho đến tím sẫm. Quả sung Mỹ to hơn sung ta rất nhiều. Sung Mỹ có vị ngọt rất ngon và giàu giá trị dinh dưỡng. Bên cạnh đó còn giúp chữa được một số căn bệnh. Khi trồng ở Việt Nam, sung Mỹ có độ cao khoảng 1m. Do đó, với kích cỡ như thế, sung Mỹ nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người. Nhiều người chọn mua sung Mỹ về trồng trong chậu tại nhà, vừa phục vụ nhu cầu ăn sung Mỹ mà không cần bỏ ra nhiều tiền mua, vừa làm cảnh trang trí cho ngôi nhà thêm ý nghĩa phong thủy. Việt Quất là giống cây trồng có xuất xứ từ Bắc Mỹ và thuộc họ Thạch Nam, được chia thành hai loại. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam chỉ có thể trồng được loại blueberry. Việt Quất là thứ quả mọng nước, giàu dinh dưỡng nên có giá bán khá cao. Do đó, nhiều người đã tìm mua hạt giống và cây con về tự trồng tại nhà, khiến cho xu hướng trồng Việt Quất trở thành cơn sốt. Việt Quất khá thích hợp để trồng trong chậu vì là cây thân bụi, tán cây thấp nhưng lại có tuổi thọ rất đáng nể lên tới 15 năm. Cây trưởng thành có chiều cao khoảng 1,5m nên có thể để một góc trong vườn nhà hay sân thượng mà không chiếm diện tích. Quả Việt Quất mọc thành chùm là loại quả mọng nước có màu xanh như cái tên blueberry của mình. Có thể chế biến thành các món mứt, nước trái cây, nước ép, sinh tố đều được vì giá trị dinh dưỡng cao. Ăn Việt Quất thường xuyên sẽ giúp xương chắc khỏe, giảm huyết áp, kiểm soát bệnh tiểu đường, ngăn ngừa tim mạch, ngăn ngừa ung thư, cải thiện tinh thần sức khỏe, tăng cường hệ tiêu hóa, giúp giảm cân và chống oxy hóa. Dưa Pepino, hay được biết đến với tên gọi dưa hấu Nam Mỹ, là một loại dưa được xếp vào hàng sang chảnh vì giá bán rất cao. Hơn nữa, loại dưa này chỉ được trồng bản địa và ít được xuất khẩu vì rất dễ hư hỏng nên khó bảo quản trong vận chuyển. Tuy nhiên, hiện nay hạt giống và cây con của dưa Pepino đã được đưa vào Việt Nam vài năm trở lại đây, nhanh chóng được nhiều người săn lùng. Dưa Pepino có tốc độ phát triển rất nhanh và ít sâu bệnh, chỉ mất 4 tháng để ra quả, khoảng 80-120 quả trên một giây. Thời gian cây cho thu hoạch kéo dài khoảng 2 năm, dù trồng vườn hay trồng chậu đều có sản lượng cao, trái có thể để một tuần không hư hỏng. Dưa Pepino có thể trồng chậu, trồng độc lập, tự thụ phấn, ra hoa quả. Chính vì vậy, dưa Pepino được lựa chọn làm cây cảnh trong gia đình. Nhiều gia đình còn tận dụng ban công để trồng dưa Pepino rất độc đáo.